em đi cả vòng đi. Vòng thế thôi. Chị này phòng quán em đúng không? Khi nào trả lên bộ ra. Anh nhường lần này cho em. Cho em. Buổi sáng đầu tiên là vẫn là ăn nào hả Trang? Giang. Em thấy rất là thú vị chị ơi, tại vì em vừa được nghe, vừa được học tiếng Thái, lại vừa được nghe những cái thuật ngữ chuyên ngành trồng hoa hay lắm. Dạ, em học những được đứng từ gì của tiếng Thái rồi? Từ em. Xin chào, từ bạn có khỏe không? Ừ, nói bạn nào. Chị nhỉ? Khăn to. Khăn to. Ừ, bạn chị, khỏe không? Chị là dân tộc Thái à? Vâng. Chị làm đây lâu chưa? Hơn 2 năm rồi. À thế à? Thế năm ngoái cũng gặp chị nhỉ? Năm ngoái, năm ngoái chị vẫn làm ở đây đúng không? Năm ngoái vẫn làm ở đây. Em đang làm công việc gì vậy Giang? Em đang nhặt những cái cây cao hơn ấy cho vào một buồng để chuyển kịp Tết này. Còn những cây thấp hơn thì chắc là không kịp trong Tết thì sẽ chuyển vào sau. Em đã được tìm hiểu được những gì về hoa lan rồi? Em lúc đầu em tưởng cái này là phong lan nhưng hóa ra nó là lan hồ điệp, khác nhau. Cái khác nhau như thế nào? Em cũng chẳng biết nhưng nói chung là cái hoa của nó khác nhau ạ. Hoa nhau, lá cũng khác nhau. Lá cũng khác nhau. Thế công việc em đang làm đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật gì không? Khỏe mạnh và khéo léo. Thế từ sáng giờ chuyển được nhiều chưa? Chuyển được cũng nhiều rồi ạ, hình như là 3 cái dãy này. Thế có thấy mệt không? Cũng hơi mệt ạ. Nếu ngày mai cho làm tiếp công việc này em có làm nữa không? Ngày mai em sẽ xin chuyển sang làm hoa ly. Tại sao? Tại vì em muốn thay đổi. Xem bên đấy ly sẽ làm như nào, có khác với hoa này không? Rồi. Chúc em ngày làm việc và vui vẻ tại vườn lan nhé. Yêu tất cả mọi người.